Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Đại Công Nghệ. Trong video lần này, em xin mở hộp sản phẩm Smartwatch IW7 Max. Em mua sản phẩm này ở trên Shopee. Đầu tiên cái hộp của nó thì khá là dài và nặng. Hộp cũng đóng gói rất đẹp, có giấy hướng dẫn sử dụng là ở trên đầu tiên, gồm tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta cũng không cần quan tâm đến cái vấn đề này. Ở trên tờ hướng dẫn sử dụng thì chúng ta nhìn thấy có nghe gọi trên đồng hồ luôn rồi. Chứng tỏ đồng hồ này thì có loa và micro thu âm. Em xin quên mất, ở trong này thì là bộ đôi dây đeo của chúng ta, một dây đeo trên và dưới. Cái nút này thì cũng đều là bằng nhựa. Dây đeo này thì cho chất lượng chưa được tốt, các bác nên mua thêm một cái dây vải 22.000 như em đã đăng lên video, hoặc là mua thêm một cái dây thép tầm 30-40.000 đeo cũng đẹp. Size dây là size 42, 44 và 45 thì đều đeo vừa. Tiếp theo là sạc không dây này cho mức độ hoàn thiện cũng rất là bình thường và chúng ta có thể mua ở trên Shopee. Tuy nhiên là cũng rất là khó. Em đã thử cái sạc không dây này, không phải là sạc nào mà đồng hồ cũng nhận đâu nha. Các bác có thể nhớ phải giữ thật kỹ và đừng để mất nó. Sạc không dây thì được bó ở trong cái băng dính này, nhưng mà thôi, chúng ta đến với cái đồ vật tiếp theo trong hộp, đó là cái ốp lưng, ốp gọi là cái ốp chống sốc bảo vệ. Ốp này thì cũng không ai đeo đâu. Thường nếu mà có đeo thì đeo cái ốp mà xịn hẳn hoi, chứ cái ốp này nó rất là rẻ và đeo vào thì cũng không vừa không khít. Ốp rất cẩn thận khi mà trang bị cái chống sốc ở trên cái đồng hồ, để trong quá trình vận chuyển ấy nó có va đập thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái linh kiện ở bên trong. Thực ra đấy là làm rất quá là cẩn thận thôi. Đồng hồ thì được bọc ở trong một cái siêu ni lông này. Chúng ta cùng bóc ra nhá. Siêu bóc rất chặt. Chúng ta bóc phía bên kia thì mới mở ra được. Bóc tiếp. Và kiểm tra màn hình. Trên IW7 Max thì chúng ta có một cái mặt lưng bằng nhựa, và ở đây có một cái siêu ni lông nữa, làm rất là cẩn thận luôn, rất khó để bóc các bác ạ. Các bác nhìn cái mặt lưng này được gắn với phung nghiền một cách rất tỉ mỉ và không nhìn thấy keo thừa luôn, nhìn giống như nó hoàn thiện rất tốt, giống như mặt lưng bằng gốm vậy. Có vị trí của các cảm biến, nhưng mà hầu hết là đều là tuy là cảm biến dùng được nhưng mà có thể là không dùng được hết. Chúng ta không nhìn thấy keo viền ở xung quanh viền màn hình đâu. Sản phẩm này hoàn thiện rất là tốt. Kính cường lực thì được quảng cáo là lấy búa đập thì cũng sẽ hỏng thôi, nhưng mà búa đập nhẹ thì không, vẫn dùng bình thường. Búa tạ đập thì cái nào chả hỏng. Nó gì cái đồng hồ. Chúng ta cùng bật nguồn lên nhá. Nút nguồn là nút ở dưới, bật cái nút trên thì nó sẽ không để lên được. Màn hình rất đẹp và chống xước khá là tốt. Bật cái thì lên luôn ạ. Sản phẩm này có thiết kế giống Apple Watch C5, Apple Watch SE, đều là những sản phẩm hiện tại vẫn đang hot của Apple.
các mặt đồng hồ thì rất nhiều, ở trong app này khoảng hơn 300 mặt miễn phí. Và sản phẩm này thì không có tiếng Việt, có tiếng Anh. Tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng tiếng Anh thì cũng rất là dễ dàng thôi. Nó chỉ có một số cái tính năng, nhưng mà tính năng thì nó lại cũng có hình ảnh để chúng ta hiểu rõ. Đấy, ví dụ như kiểu là khóa này, ví dụ ngôn ngữ này, ngôn ngữ thì chúng ta không thể nào mà có tiếng Việt được ở đây được, rất đáng tiếc ở đây. Tuy nhiên là tiếng Việt thì đôi khi cho vào những cái đồng hồ giá rẻ này thì nó sẽ bị lỗi phông. Phông chữ rất là đẹp. Cái rung đồng hồ trên rung ở trên đồng hồ này thì rất là mạnh, mình chỉ cần để cái mức 3 ấy. Nếu mà dây đeo là dây đeo bằng sắt ấy, chúng ta cũng có thể cảm nhận được rất rõ cái độ rung khi mà có tin nhắn nhận đến. Cảm ứng rất nhạy. Có một cái hay ở trên đồng hồ này là em đang thấy là nó không bị bám mồ hôi và dấu vân tay. Kim hiện tại khi mà mở hộp lên thì là đang là kim nó hơi bị giật 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 và dí vào thì nó sẽ không nhạy nữa. Tuy nhiên là khi chúng ta cập nhật phần mềm mới thì cái kim, tất cả các cái mặt kim ở trên mặc định trên đồng hồ sẽ là kim chạy mượt luôn. Màu sắc trên đồng hồ thì rất led và thao tác cảm ứng vuốt chạm rất là chính xác. Độ sáng trên màn hình của đồng hồ thì rất là sáng và màn hình độ sáng cao cũng như độ nét cao. Các thao tác cảm ứng ở trên đồng hồ thì rất là chính xác luôn. Chúng ta có thể xem thời tiết ở trên đồng hồ, đo nhịp tim, nghe nhạc. Trên IWK Max chúng ta có thể tăng giảm âm lượng ở ngay trên đồng hồ, cũng như là lách bài, lùi bài ở trên đồng hồ luôn. Không như những cái sản phẩm tiền nhiệm là chúng ta chỉ có thể lách bài thôi. Một nâng cấp, nếu mà chúng ta tăng giảm âm lượng, ví dụ khi đi đường chúng ta đeo tai nghe thì chúng ta đi chạy đeo tai nghe ấy, thì chúng ta không cần phải rút điện thoại để tăng giảm âm lượng, mà chúng ta chỉ cần vuốt xuống và vào cái tính năng nghe nhạc trên đồng hồ để tăng giảm âm lượng cũng như là lách bài thôi, rất là tiện lợi. IWK 7 Max thì được cái dây dây là dây size 42, 44 và 45 mm đều vừa và lắp vào thì rất là khít. Một số sản phẩm họ làm cái khớp nối dây này không tốt bằng IWK 7 Max đâu ạ. Điển hình là con DT-NO 1.7 lắp vào thì rất là lỏng lẻo, không được chặt trong quá trình mà chúng ta vung tay đi di chuyển, hay là bình thường thì sẽ rất là dễ để rơi cái dây ra, nhìn rất là chán và không có cảm giác cao cấp. Thiết kế trên IWK 7 Max thì rất là cao cấp, khung viền và các nút làm hoàn thiện rất tốt luôn ạ. Chúng ta không thể thấy được các cái keo thừa trên màn hình, và màn hình của IWK 7 Max cũng được làm hơi tràn ra bốn cạnh giống với Apple Watch SE và Apple Watch Series 5. Chúng ta cũng có một số các cái giao diện menu. Rất đẹp luôn. Và khi về là nó vẫn còn 99% các bác ạ. Chip mất 2 tuần, pin chờ của con này rất tốt. Pin thì có dung lượng là 380 mAh, dung lượng rất tốt. Pin có thời gian chờ và thời gian sử dụng lâu hơn HVK 7 Max và một số cái đồng hồ khác. Pin trên con IWK 7 Max này thì bằng dung lượng pin ở trên DT-NO 1.7.
Trên video là em đang so sánh khung viền độ hoàn thiện với con HVK7 Max. HVK7 Max thì theo nhà sản xuất bảo, theo nhà bán hàng nói là ở những cái lô hàng đầu tiên hoàn thiện chưa được tốt với tất cả các cái phím. Khung đen HVK7 Max thì có phiên bản là thép đen và thép bạc cho độ sang trọng cao. Ví dụ như Apple Watch Series 5 ấy. Hiện tại là em đang test cái tính năng lật cổ tay xem giờ thì rất là nhạy giữa hai con, và để hai cái màn hình này thì chúng ta thấy cái IWK7 Max sáng hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Khi mà mua hàng ý thì chúng ta cũng nên quay lại video để khi mà có vấn đề gì bảo hành sẽ tốt hơn. Shop smartwatch.vn thì bán hàng rất là ok. Tuy nhiên cái sản phẩm của họ ấy thì đôi khi có một số cái sản phẩm không ok. Chúng ta em cũng vào trong cái group của smartwatch cũng có thông báo đến các bác rồi, sản phẩm là không ok thì chúng ta không nên mua nữa. Và hoặc mặc dù nếu mà có đặt rồi thì cũng có thể bùng hàng, người ta trả về thôi. Hay lỗi thì bỏ đi. Còn nếu mà lỗi thì nên quay, khi mà chúng ta mở hộp lên quay video để lỗi chúng ta còn có thể đổi hoàn tiền được. Với sản phẩm từ 500.000 trở lên thì chúng ta phải gửi lại hàng, còn dưới 500.000 ở nước ngoài thì chúng ta có thể trả giữ lại hàng và vẫn nhận được hoàn tiền. Cái mặt đồng hồ này thì là đáng nghĩa là Rolex, nó đặt là Relox, hãng đồng hồ mới luôn, nghe khá là củ chuối buồn cười. Hoàn thiện rất tốt, khung viền màn hình ở lưng được ốp vào với nhau, cảm giác liền mạch và giống với hàng real nhất. Hiện tại em cũng đang đeo IWK7 Max, đeo được gần 1 tuần rồi, rất là thích trong tất cả các con mà em mua từ trước đến nay, rất là thực dụng. Em test khả năng đo nhịp tim của IWK7 Max ạ. Các bác nhìn xem, nó hơi tràn ra hai bên nha. Cái phần mà kéo xuống đấy là nó tràn ra hai bên rồi. Về thiết kế thì bây giờ Apple Watch Series 4 nhìn vẫn là đẹp, Apple Watch Series 5 cũng rất đẹp. IWK7 Max làm được như Apple Watch Series 4, Series 5 là rất là tuyệt vời rồi. Để mà nói hiện tại thì chưa có con đồng hồ nào có khả năng hoàn thiện tốt như là những cái con chính hãng từ C6 trở lên, rất khó để làm. Nó làm thì ví dụ có mỏng thì ba cạnh mỏng và một cạnh dày, dày trên dày dưới thì tùy vào từng con, và nhìn như thế độ sáng cũng không được cao, sẽ nhìn rất là không không thật. Chúng ta đang cùng đo kiểm tra với con Realme Quest F100. Con này thì thiết kế chưa đẹp lắm nhưng mà độ đo chính xác thì nó là có độ chính xác rất là cao. Hiện tại thì là nhịp tim chúng ta để thì không có độ cũng tương đương nhau, không có sự sai biệt quá nhiều. Cho thấy cảm biến nhịp tim trên IWK7 Max là cảm biến thật và có thể dùng được một cách bình thường ạ. 79 79 81 trên Realme Quest Quest F100. App của IWK7 Max thì rất là tốt. Nó có hơn 300 mặt đồng hồ miễn phí và đều là những cái mặt đẹp. Có trên những cái con đồng hồ như Apple Watch Series và IWK7 Max có hỗ trợ full thông báo ở trên Android cũng như là iOS. Ở trên iOS thì chúng ta cũng có thể là nhận thông báo và nhận cuộc gọi ngay trực tiếp ở trên đồng hồ. Và có cái giao diện nhận cuộc gọi cũng như đồng hồ Realme luôn. Tí nữa em sẽ show cho các bác xem. Chúng ta không cần phải mỏng quá, chúng ta cần một đồng hồ. Những bác nào mà cần một đồng hồ giống hàng thật nhất, độ hoàn thiện khung viền tốt nhất thì IWK7 Max
là sự lựa chọn tốt nhất cho các bác. Để nói thì trong cái tầm tiền từ 1 triệu, chúng ta không thể nào mà kiếm được một cái đồng hồ gọi là có tốt nhất, tốt hơn tất cả các con đồng hồ còn lại. Chúng ta chỉ có thể tìm những cái chiếc đồng hồ nào mà phù hợp nhất với các bác. Cảm biến giơ tay xem giờ trên IVK7 Max rất là mượt, rất là nhạy. Khi chúng ta đi ở trên ngoài đường ấy, chúng ta chỉ cần hơi nhẹ nhàng giơ lên là nó cũng có thể sáng lên để cho chúng ta xem. Và ở ngoài màn trong trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng ấy, ngoài trời thì chúng ta sáng như thế này chúng ta rất dễ để xem giờ. Chiếc đồng hồ thì chúng ta ra ngoài chúng ta cốt là để xem giờ, đầu tiên nó đã sáng đã là ưu điểm nó rồi. Chúng ta cùng xem cái phông chữ nhé. Phông chữ rất đẹp luôn ở trên Android. Phông chữ này rất đẹp, độ hoàn thiện của khung viền rất tốt. Các cái phím này, ví dụ như là phím xoay này, chúng ta không thể nhìn thấy các cái khớp nối vào trong của nó, không như một số cái con đồng hồ khác thì nó lòi hẳn ra ngoài. Và cái phím này cũng làm rất tốt, không thấy không có các cái độ rơ như một số cái đồng hồ như DT-NO 1.7 và HVK7 Max. Cảm biến giơ tay xem giờ rất nhạy. IVK7 Max có thể nghe gọi trên Zalo của đối với iPhone. Chúng ta sẽ không có tên nhưng mà chúng ta có một cái dãy số gì đó, mật mã chắc là iPhone đấy. Đây, còn đối với Zalo ấy thì chúng ta có hiển thị số điện thoại luôn nhé. Với Android thì chúng ta phải bấm trên điện thoại thì chúng ta mới nghe gọi được. Và mic cũng như loa ở trên IVK7 Max rất tốt. Chúng ta có thể tăng giảm âm lượng bằng cái nút xoay cũng như hàng reel luôn, không phải là các cái nút bấm ở trên màn hình ạ. Nút xoay xoay ngược thì nhỏ, xoay xuôi thì to. IVK7 Max hiện tại thì đang có giá là khoảng 778.000 ở trên shop smartcut.vn. Chúng ta áp mã voucher, thứ nhất là 60.000 của shop, thứ hai là mã 100.000 trồng cây hoặc là mã 100.000 mã quốc tế. Pin trên IVK7 Max thì chúng ta có thể sử dụng 2 ngày full thông báo, full độ sáng luôn. Và nếu mà chúng ta sử dụng sáng thấp hơn ấy thì có thể sử dụng lâu hơn. Bởi vì sao? Bởi vì màn trên IVK7 Max là một cái màn chất lượng nhất có thể. Màn rất LED và rất sáng luôn. Đây là một chiếc smartwatch thực dụng nhất trong phân khúc từ 600 đến 700 nghìn.